Hôm nay thì vợ chồng Phụng Hiệu đi qua nhà của người em là bạn Quyến làm bên tài chính, và cũng có cái buổi ngồi ăn uống nhỏ nhỏ, và có mời thân tín đến chơi. Thì như cả nhà biết vừa rồi mình có làm cái tiệc thôi nôi cho hai cháu, thì mình có mời anh thân tín đến dự cái tiệc. À, thì anh Thương Tính mình mời cũng như anh Thương Tính đến dự với tư cách là anh em thân thiết, bởi vì giữa mình và anh Thương Tính là có là chơi với nhau từ năm 2000, tức là tới bây giờ nó đã là hai mươi mấy năm rồi. Thì mình mời anh Thương Tính đến dự với tư cách là anh em bạn bè, chứ nhưng trên thực tế thì bây giờ, vừa qua thì báo chí có lùm xùm cái vụ rằng là cho rằng Phụng Hiệu là có mời xô, gọi xô anh Thương Tính đến và hứa trả tiền xô là 5 triệu, đồng thời là hứa trả thêm thưởng thêm 700 ngàn để bồi dưỡng cho ảnh, nhưng mà cuối cùng là không trả tiền này. Đây, thông tin đó là nó sai sự thật, không đúng như thế. Mà anh Thương Tính thì anh đến với tư cách là người anh thân mật thôi. Thì hôm nay thì đến nhà người bạn thì cũng có anh Thương Tính, thì mình cũng mong rằng là chính anh Thương Tính nói điều này đi. À, để cho cả nhà mọi người hiểu hơn về cái có cái thông tin qua. Có thông tin là trên mạng là nói, trên báo điện tử rồi mấy cái trang thông tin điện tử nói là nhà thơ Phụng Hiệu là đã xù xô anh Thương Tính. Thật hư câu chuyện như thế nào thì em muốn anh Tính nói cho mọi người hiểu thêm về câu chuyện ấy. Dạ, kính thưa, kính chào quý vị. Thật ra thì Thương Tính và Phụng Hiệu là bạn thân nhau lắm rồi. Thành ra khi tới dự buổi tiệc thân ơi của con người bạn thì giống người nhà rồi, chứ không có vấn đề mời xô một chút gì hết. Thành ra một số báo chí nói là không đúng sự thật, cũng như là Thương Tính cũng không có hề có cái gì gọi là đòi hỏi, là nói là không trả tiền hay gì, không có. Thương Tính không hề phát biểu gì hết, tại vì tới với một người bạn rất thân. Tại những lúc mà Thương Tính gặp khó khăn thì anh Hiệu này là người giúp Thương Tính nhiều lắm trong cuộc sống, ra đứng không bao giờ quên lên những cái điều đó, và không bao giờ mà mời tới là mình tới giống như người nhà thôi, không hề. Mình cũng đang tiếc là mình thời kỳ đang khó khăn quá, không có tiền để mua quà để mình tới tặng cho con với Hiệu nữa, nhưng mà hoàn cảnh như vậy cũng thông cảm thôi. Cái vụ tặng bọc giật bông á, anh nói gì cái vụ giật bông đi đến hát là khi vào cái giải lên hát mình có hát mà được tặng cái bông, thì lúc xuống á thì MC mới nói nhỏ mình, nói anh Tính đưa cầm cho em xếp tiền cho rồi em chia cho bằng nhà ít là anh ít đó, cái đó là có. Chứ còn sau đó thì không Tính không có nhận tiền gì hết đó, chứ còn thực sự là không có giật bông. Dạ, khán giả có cho tặng Thương Tính có nhận được khán giả một số người riêng cho riêng mình được 1.000.000, tức là tiền mà cũng khán giả mà người thương mình đang yếu khó khăn mình tặng mình thôi, chứ còn không có chuyện giật bông sinh tế sinh tế như báo chí đưa. Em có đọc thông tin trên báo chí không? Em là có đọc trên thông tin báo chí và em thấy nó đúng bao nhiêu phần trăm? Em là người chứng kiến là từ đầu đến cuối về cái câu chuyện mà nhà thơ Phụng Hiệu đã mời anh Thương Tín tới nhà chơi với tình cảm anh em á, và sau đó là báo chí cũng làm lùm xùm câu chuyện lên á. Thì em thấy nó báo chí nó viết có đúng bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ, em thấy là không có đúng gì hết trơn. Không đúng gì hết trơn. Tại vì chồng em là mời tới là dự cái buổi tiệc thôi, chứ cũng không phải là mời show. Anh Hiệu á. Thì cái thông tin đó anh Phụng Hiệu biết là nó xuất phát từ đâu không? Nó xuất phát từ đâu mà báo chí lại làm ầm ĩ như vậy á? Thì nói chung là thông tin thì cũng xuất phát từ anh Tô Hiếu. Tuy nhiên là Tô Hiếu cũng nói với mình là cái cách nói của Tô Hiếu là nói một cách khác, diễn đạt. Anh Tô Hiếu diễn đạt một cách khác, nhưng là có nhiều khi phóng viên là hiểu theo một cái gì khác, nó có mâu thuẫn chỗ đấy. Có những cái câu mà anh Hiếu không có nói nhưng mà báo chí lại nói đấy, rồi họ có thể suy đoán nữa đấy. Tô Hiếu nói như thế, Tô Hiếu cũng có nói chuyện với mình, Tô Hiếu cũng có xin lỗi mình về vấn đề này đó. Nhưng mà là có một số báo thì đính chính, tuy nhiên có một số hàng chục mấy chục báo đăng, cho nên là nhiều báo thì không thể đính chính được. Ngay bản thân mình cũng gọi cho một số báo để nói về cái trường hợp này, bởi vì là cái tiệc mình mời nó khép kín, mình không có mời nhiều anh em bạn bè, ngay cả Tiêu Vũ nè mình cũng không mời, tại vì mời rộng ra thì nó nhiều lắm, cho nên mình muốn làm cho nó khép kín, nó gọn nhẹ thôi đấy. Cho nên là mình không có mời rộng, ngay cả những đồng nghiệp trong hội nhà văn hoặc là
trong báo, trong cái cơ quan báo chí của mình hoặc là những anh em đồng nghiệp mình cũng hạn chế mời, mời rất ít, mình chỉ mời khoảng 1/3 số người quen của mình thôi, phần tư thôi chứ chưa tới 1/3. Hôm đó là ngoài anh Thương Tiến còn Phùng Hiệu có mời nghệ sĩ nào tới không? Thì mình cũng có mời nghệ sĩ Di Phương nè, chúng dân đình cổ Bùi Trung Đẳng, Châu Thanh, Phượng Hằng, rồi nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh, nghệ sĩ ưu tú Thu Dân, là mình mời với tính cách bạn bè và họ có đến dự và họ có gửi quà cho cháu, cũng như giống như anh Di Phương nè, anh cũng có mua áo rồi để áo đầm để tặng với con mình, là cái đó là sự thật nó vậy. Anh Thương Tín hôm đó tới kìa, anh có hát không anh? Dạ thì cũng có tới, tại vì cũng đang đột quỵ, nó cũng yếu, nhưng mà đang ngồi ăn uống thì cũng số khán giả yêu cầu mình hát. Dạ. Thì cũng thôi, cũng lên cố gắng hát bài để tham gia, để ngày vui của hai bài luôn á. Sau mình book hai bài luôn, tức là ta bắt mình hát lên hai bài. Nhưng mà rất nhiều cũng hát, tại vì thật sự thân tình lắm. Anh Tính có thể nói rõ hơn một chút nữa về mối quan hệ của anh và anh Phùng Hiệu á, nó bắt đầu từ đâu và sao lại, tại vì sao là nó có cái mối thâm tình như vậy á? Tức là thật sự là hồi trước á, thì mỗi lần mà đi hát ở đâu á thì anh Phùng Hiệu cũng có mời mình đi theo luôn, cũng đi hát cùng, cũng có vợ của anh Hiệu theo hát mà, rồi có những show đi xa đi gì mình không nề hà cho nó, đi là đi đó. Rồi thỉnh thoảng cuộc sống thì nhiều khi khó khăn quá về tiền bạc á, sau này thì mình bị khó khăn tiền bạc thì anh cũng tới Hiệu, rồi nhờ Hiệu giúp đỡ cho một ít tiền sống như đó, rồi cũng qua những lúc hoạn nạn đó cũng nhờ anh Hiệu nhiều, thành ra coi như bạn bè, không bao giờ nghĩ có gì hết. Mà nghe tin mà anh mà co ảnh nữa mà anh Phương Lôi thì phải đi chứ đâu có gì đâu, mình cũng không có tiền để mua đồ, mình cũng cảm thấy mua quà một cách mình thấy khó chịu rồi, nhưng mà thông cảm, bạn thông cảm cho hoàn cảnh của mình vậy, đang khó khăn nhưng mà không có hề nài hết, nhưng mà rất là buồn khi có xảy ra một chuyện này, là ngoài muốn hết, không ai muốn, nhưng mà xảy ra một chuyện không hay thì mình cũng buồn, tại vì cái thông tin do thông tin báo chí nó không chưa có dịp chuẩn xác. Dạ, quá câu chuyện mà lùm xùm trên báo chí mà nó nói không có đúng sự thật và để ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và anh Phùng Hiệu á, mối quan hệ rất là thâm tình như anh đã nói rồi, thì anh có muốn nhắn gửi gì đến với lại quý vị khán giả cũng như là báo chí rồi mọi người, là anh muốn nhắn gửi gì không? Dạ, cũng như nhắn lại là nếu những báo chí mà đã đăng những chuyện không đúng thì cũng nên mua cải chính lại cho đúng, để giờ anh em hiểu nhau hơn, đừng có để người này hiểu lầm người kia, nó cũng buồn. Tại vì cái mối quan hệ nó lâu rồi mà về sức mẻ thì nó cũng rất là buồn, rất là tiếc. Dạ, cảm ơn anh Tính và anh Hiệu mọi người.